Đây là 4 chiếc đồng hồ của bác Ngũ AK gửi cho em. Đây, chiếc này chiếc thứ ba em kiểm tra cho bác ấy. Em sẽ tháo ra kiểm tra xem là bác bảo con này là lúc chạy lúc dừng. Cái này lắp lắp đáy nó bị xước rồi nhé, bị xước khá nhiều rồi. Con này thứ nhất là nó bị mất mất tí núm rồi các bác nhé. Đây, mất tí núm rồi nhé, này không có tí núm đó. Thứ hai em nên cót cót căng không thì nó chạy mất tí núm này, làm gì có đâu. Không thấy bác nói gì cả, bác chỉ bảo lúc chạy lúc dừng thôi đó. Em nên cót tay này, em cót tay thì vậy vẫn thấy nó lên bình thường. À, nhưng mà thứ nhất là mất tí núm này, thứ hai là không chạy này. Đó. Thì em sẽ thay tí núm cho bác ấy, thứ hai nữa là lau dầu cho bác con này, thứ ba nữa là con đồng hồ này không thấy bác nói gì tí núm cả nhé. Thứ ba là bác yêu cầu thay bộ kim, mặt số không biết bác có yêu cầu thay không, mặt số này, này. Đấy, thôi cứ thay cho bác cái mặt số này đó, mặt số trắng. Cái này mà mặt số như này mà bác không thay thì em thấy lạ, nhưng mà bác không nói thì em cũng không dám tự ý thay đó. Và cái nắp đáy của nó không có răng đâu nhé, mất răng này, mất răng luôn rồi. Đó, em cứ lắp bộ kim nữa. Rồi, lắp bộ kim cho bác cái đã. Bác cũng không nói gì đến núm ti cả. Em sẽ lựa lựa thay cho bác đây. Tạm thời em cứ nhổ cái kim của bác ấy ra đã, kiểm tra. Đây thì em thấy là cái đồng hồ này nó thì em cứ lắp cái núm ti vào đã. Em đang có tay đã, em có tay đã, xem nó chạy như nào. À, các bạn lúc chạy lúc dừng nhưng mà hiện tại em thấy không thấy chạy đâu nhé, không thấy chạy đâu kìa. À, không thể chạy nên con tay căng rồi đấy mà vẫn không chạy. Đó. Rồi bây giờ em sẽ tháo cái phần tóc này ra xem nó bị làm sao. Tóc này thì em thấy vẫn bình thường, không thấy, chưa thấy hiện tượng gì cả. À, chưa thấy hiện tượng gì lạ cả. Em kiểm tra đi con ngựa. Ngựa không đá các bạn, ngựa không hề đá. Và em cứ lắp tạm cái kim kim giờ và kim phút vào đã. À, cái này các bác nhìn thấy cái kim kim nó gì hết này. Tức là cái trục này nó bị gì này, do nước vào nó bị gì đấy. Đấy, nước vào nó bị gì đấy. Và các bác nhìn thấy cái mặt số nó bị phá khủng khiếp đúng không, chúng còn nước vào rất nhiều nhé. Em thử xả cót xem thế nào, thử xả cót xem. Đấy, không không có không xả nhé,
con không xả, em sẽ thử di ga bánh gai xem có xả không. Đó, xả đấy, xả rồi nhưng mà kim không chạy các bạn này. Đấy, xả rồi nhưng kim không chạy nhá. Đây, bánh gai chạy đấy. Đấy, các bác nhìn xem. Đấy, bánh gai chạy quay tít mù này. Nhưng mà kim giấy không chạy này. Tức là nó bị dỉ quá các bác, nó bị dỉ quá. Nước vào đây là các bác nhìn thấy, em chia sẻ với các bác. Cái khi tháo kim dây, cái phút này này. Nhìn này, nó dỉ như này cơ mà. Chứ là cái chục hồi giờ, hồi phút này nó bị dỉ quá. À, nên là nó bó hết máy vào nhau. Nếu mà không được nó phải thay đấy ạ. À, thay trục ấy, tại vì cái này con này mới nước vào nhiều nặng. Đó. Đó. Quạt vẫn xả nhá, này, quạt vẫn xả nhá. Đấy, nhưng kim không chạy. Đấy, các bạn thấy không? Quạt vẫn xả nhưng kim không chạy. Đó. Nên quạt tay. Đấy, bánh gai sẽ chạy tít mù. Đó. Tức là nước vào nhiều nó bị dỉ các bạn. Đó. Nên bây giờ phải tháo tung ra lau dầu cho nó thay chục hồi giờ hồi phút và thay kim giờ, kim phút, kim giây và mặt số có thay thì thay. Đó. Chào các bạn.